Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại cái doanh trại quân đội Bá Hoang. Gì ở đó nó làm giật mình vậy không? Là mình giật mình á. Mình vừa thấy cái bóng đen nó lướt nhanh qua cái cửa này nè. Không biết các bạn có thấy không? Là mình giật mình á. Mình vừa thấy cái bóng đen nó lướt nhanh qua cái cửa này nè. Không biết các bạn có thấy không? Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Nó làm mình hết hồn á. Thôi, bây giờ mình sẽ để camera ở đây xem có cái gì không nha.
Hiện tại mình đã vô đến nơi rồi các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.